niềm đam mê bất tận với ẩm thực như là bún bò, bánh căn, cơm tấm, hủ tiếu, nuôi xào, vì xào. Tôi luôn mong cho cuộc đời, một đời để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Nhân dịp 2 tháng 9 này, mình sẽ quyết tâm càn quét hết cái đất Sài Gòn này để tận hưởng một kỳ nghỉ lễ thật là trọn vẹn, bù lại cho những ngày vừa đi làm, vừa đi học, vừa chạy thích lai muốn xỉu nữa thì làm gì có thời gian mà ăn. Vậy còn các bạn thành viên nhà Sen thì sẽ làm gì trong kỳ nghỉ lễ này nhỉ? Cùng mình tìm hiểu ngay nhé! Vào ngày 2 tháng 9 này thì em đã có kế hoạch đi du lịch Phan Thiết cùng với gia đình. Hiện tại thì em rất háo hức được cùng gia đình đón chuyến du lịch Phan Thiết vào ngày lễ 2 tháng 9. Tháng 9 này thì chắc em ngủ, xong rồi em ngủ hết lễ luôn rồi em đi học tiếp. Em sẽ đi làm và bán mình cho tư bản cho đến hết dịp lễ này. Em chỉ dự định ở nhà thôi. Em không đi đâu hết tại vì em không có thích đông đúc, lễ thì đông đúc quá. Em chỉ ở nhà ăn ngủ nghỉ với lại chơi với lại cháu của em. 2 tháng 9 lần này thì em sẽ về quê với gia đình và dành thời gian để có thể chuẩn bị thật tốt, cũng như là chuẩn bị tinh thần cho một học kỳ mới thật là nhiều năng lượng. Xin xương là Tú thấy ai cũng có lịch trình riêng cho mình rồi đó. Và Tú chúc cho các bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh này thật trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Và cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân của mình nữa. Hãy chuẩn bị một tinh thần tràn đầy năng lượng trước khi quay trở lại trường học nhé.